đây, cốt đây, lau này sờ bị ố này, lau sờ cái cái gì vậy? Lau cái miếng ố ở dưới rồi. Rồi, ốp lên cái này mở ra. Đeo ở đây. Từng lỗ một láng nha, láng tới trong. Táo thì không sao, táo thì ok. Cái này là nó gợn tí thôi chứ không có gì hết, không có rổ gì hết. Cái này nó gợn tí, nó bị nước nên nó hơi ố cái này. Giờ đánh cái này lại cái là được, đánh ràng vậy là được, là xài được. Cái tông sắp cái tông lên. Ở trong này cũng vậy nên cái này nó hơi ố một chút, nó ố có cái vệt nước á. Nó ố bên trong. Cái tông là sắp dơ lên cái để quay cái là được. Cái tông cũng nó sạch đẹp. Cái đĩa nó hơi khác rồi. Lau có cái gì lau sạch cái đĩa cái mày. Để đây lau qua sơn cái vậy cho nó khỏi. Cái bằng nhẹ cái cho để nó hơi bị dơ dơ nè. Nhẹ nhàng cái. Ok, được rồi. Cái đĩa đây nè. Nhưng mà cái đĩa cũng mòn à nha. Tiệp ơi, cái đĩa nó cũng mòn á. Giờ chỉ cần rà lại là xài được thôi. Cái đĩa nó cũng mòn á, nó không còn ít. Không biết cái dòng này sao cái đĩa mỏng quá. Cái đĩa thao. Đồ thì ring dead. Chào anh em trở lại với kênh YouTube của Phụ Tùng Xe Đào nha, mấy công trình nha. Ngay ráp lại cái bơm quay của M5X180 đây. Mới hôm nay mới mở ra vệ sinh nó. Lấy dây quắn ra thì ta cần phải nghiêng này giá rồi giờ anh em mua thì về vệ sinh. Hết rồi, nhét mạnh vô thôi. Rồi, thả bố vô coi là sao. Đầy luôn, đầy nhất luôn đi. Này rất đẹp anh em. Này của con ZX300 nha. Thank you.
nghe nè. Đợi em chút xíu em gọi, nó chưa có nghe máy. Đợi chút xíu em gọi nó nghe máy em báo liền. Dạ dạ dạ. Chị Tông. Chị Tông đâu? Rồi, cho vô. Bỏ cái tông, bỏ cái tông, bỏ cái tông, cái đấy hợp với mày. Lấy bên coi cái tông để nó gắn ra cái này. Nó có cái dấu chỗ cái ấy đó. Nó có cái dấu ở trên chỗ cái miếng này không? Bốn cái, nó có cái dấu đều hết, bốn cái kìa nhớ cái vô. Nó ăn trên này thấy bốn cái không? Đây nó có lỗ này. Cái nhớ cái lỗ này cho nó qua đây anh, đúng không? Không, không cần thiết chỗ nào cũng được. Anh thấy bốn cái kia nó để cho nhớ cái vô trên nó mặt đây. Ủa cái búa cao su anh. Có. Chì tán này. Để cái tán xuống nó lấy búa quánh bình hông á. Xì lại, lấy cán dẹp, cái cán dẹp không? Nó có mấy cán dẹp. Giá gì gọi gì nó xuống hả, tụt tụt xuống hả, nó sạch cái đồ bụi. Nay mình chỉ giá thôi. Thường thường là nếu mà bán ráp cho người ta ráp luôn á là không được đóng cái này, không được bỏ bố vô để quay thử ráp cái sức ép của nó sao, cái rồi mình mới lắp cái tông rồi lại. Còn cái này mình gá vô rồi anh em mua về rồi vệ sinh nó lại sao. Mỏng mỏng thôi được. Hai cái lỗ quay qua đây để cái đeo. Hai cái lỗ ống là cây bánh đeo là được. Rồi cái đấy phía sau, lưng phía sau còn hai con kia là. Ok. Chết tôi. Lỗ là sao? Mẹ cấy lên lại, đút lỗ, đút cây vô trong cái lỗ này vậy anh lên cho có thế. Hèn chưa bỏ vô nó chơi kịch luôn. Bỏ vô nó không nhúng mà. Để trên dĩa.
tí nữa là dư mấy cái lò xo rồi anh em. Anh em nhớ like nha, like và đăng ký kênh để mình up những series mới. Cảm ơn anh em đã ủng hộ nha. Đặt xem hàng tại xưởng tại kho, mở vệ sinh lắp thì lấy chút mỡ bò mà chấm nó mới đứng này. Anh em một ngày mới mua may bán đắt nha. Cần phụ tùng thì alo cho Vinh 0907 255 116. Đỡ cái lò xo cho thẳng, còn cá ngã như vậy. Nhớ like và theo dõi nha anh em, theo dõi có những cái series mới, có những mặt hàng từ cao, cái này mà của con da xít nè, 20 từ cao đó anh em. Đây ở tặng kho thì mình chỉ bán bao mỡ, còn muốn bao xài thì phải đi đánh lại mặt trà. Đánh là mà trà nó mới chín được, tại vì cái này khi mà tháo ra để im xài luôn thì được, nhưng mà khi mà tháo ra là phải đánh là mà trà hết. Rồi ở đâu rồi, giữ cho chặt chứ. Một trà dán mỡ bò nha anh em, để mình ốc vô mình rớt chỉnh lại là xong. Miếng ai chơi cao một chút nữa. Lấy cà lê để ngang qua cái nó cao lên rồi. Rớt một trà.
cho thêm miếng bìa nữa chút nữa, cho hai bên nó mang khô, cho miếng bìa nữa. Ồ, phải vô cái kịch mới được chứ em vậy không được. Rớt một trà nữa. Cái canh cho nó vô nó vừa cái gái nó mới được. Nghe không? Tại vì cái cây bạch đạn mà. Cái đêm nãy nhét lại được, đêm nãy lấy một trà nhét cái được. Vô một đống mỡ bò. Mỡ bò dở quá mà. Được. Vô em lắc ha, em lắc nó đã chinh sẵn rồi cho nên em lắc nó rớt luôn như vậy. Rồi vô lại. Canh cho nó hai lỗ lon nhỏ chín với nhau. Rồi vô cái kịch. Mạnh. Rồi dùng bò ấy, đừng cục cửa nữa, dùng lon. Trật. Xây qua một chút nữa. Cảm ơn anh em nha, anh em theo dõi, đăng ký, subscribe và đăng ký những series mới nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you.